Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City nha anh em. Chúng ta bắt đầu thế nào, let's go. Thì chúng ta sẽ vẫn đi cái này thôi. Chắc chắn là sẽ đi lấy con rồng mới rồi. Mình muốn như kiểu mình muốn review cho anh em xem con rồng mới nó như thế nào ấy, xem nó có đẹp hay không ấy. Chúng ta sẽ đợi thôi. Oh no. Rồi chúng ta sẽ vào game đây anh em. Mình biết đi rồi, nó không gì là khó khăn cả. Nhưng mà liệu rằng lấy được con rồng mới không nhỉ? Có lẽ là sẽ lấy được. Với hiện tại cái lượng coin hiện tại chúng ta đang là khoảng rơi vào tầm khoảng 2000 mấy ấy. Và khá là đẹp. Thì mình sẽ lấy con này để mình gọi là review cho anh em xem như nào nhá. Nhìn đẹp phết. Không hề tệ một chút nào cả. Mình sẽ đi thôi anh em, vẫn đi theo cái hướng này thôi. Chúng ta cũng không còn cái hướng nào khác để mà đi rồi, chắc chắn rồi. Ô, con đấy rất là cũ anh em ạ, con đấy từ rất là xưa rồi, rất là lâu rồi. Rồi ok. Chúng ta sẽ đi theo cái hướng nào đây anh em? Claim này. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái hòm nữa. Rồi ok. Mình sẽ đi xuống dưới thì sẽ có cơ hội lên hai cái hòm này, ba hòm luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ, nhưng mà đi lên trên thì lại có một cái hòm legend, nhưng mà cái hòm này mình thấy nó ngon hơn. Hòm legend thì nó cũng như nhau à, nó không khác gì cái này đâu anh em. Mà mở hòm nè, xem được cái gì không. Còn lớp, nhưng mà chúng ta sẽ đi mình sẽ thử mở một cái hòm trước á, xem nó như thế nào nhá, xong rồi mình bắt đầu là mình ấy nhá. Ok, chúng ta có hai chiếc cái chìa khóa nữa. Thử mở cái hòm này đi. Có 120 thôi. Lucky. Thử mở ra xem nào. Ủa ôi, hòm này còn cùi hơn cả cái hòm kia anh em ạ. Hòm này cùi lắm. Nhìn mà xem. Cùi dã man luôn ý. Cùi quá. Master Nature gì đó này. Nhìn chung cũng được. Nhưng mà thôi, hòm mấy cái hòm này cùi lắm anh em ạ. Chúng ta đi nó phí à, nó phí công à. Tức là mình cứ đến đích để lấy mấy con rồng mới để mình review cho anh em xem đã nhá. Xong rồi tính sau anh em nhá. Chúng ta có thêm một cái hòm nữa, mở ra nào. Rồi chúng ta sẽ có 26 và mình sẽ lên trên mở hòm này ra. Trong ngoài có 53.000. Đấy, mở tiếp tục anh em ơi. Nào, đi sang bên này đi. Chúng ta cũng tiếp tục là 53.000 nữa. Và mình sang này 100, tới tầm khoảng 120. Ui, quay đẹp thế. Con New Blue. Một con New Blue. Ở đây có một cái hòm rất là ngon này. Hòm này hòm gì tôi cũng không biết được. Hòm màu sơn anh em ạ. Đây là sự kiện màu sắc. Cái đấy thì cho ta tính sau đi. New Blue. New gì nhỉ? Quên méng tết rồi. Tự nhiên quên méng tên rồi anh em. Không em. Rồi chúng ta sẽ có bây giờ sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Bây giờ tôi đang suy nghĩ tôi sẽ làm cái quái gì bây giờ đây. Đang New Blue hay sao ấy? Con đấy tên là New Blue. Rồi mình sẽ lấy ở trong cái storage trong cái hòm của mình. Ok. New Blue. Chưa. Phải blue không ta? Đây đúng không? Có phải con này không nhỉ? Con này là con VR. Ồ, hình như con này anh em ạ. Hình như con này. Đúng rồi, chính xác con này anh em ơi. Ok, chúng ta không có cái môi trường của con này nên chúng ta cũng không làm gì được này. Con này nó hệ gì nhỉ? Hệ nước, hệ ánh sáng và hệ băng. Hệ nước, hệ ánh sáng, hệ băng. Hình như mình cũng có mấy cái hệ này thì sao thì phải. Đấy, mình biết em mình cũng có mà. Cỏ ba lá. Clover. Con này cỏ bốn lá. Penguin. Con C con này thì rất là nhiều này.
không cần thiết đâu. Rồi mình sẽ review cho anh em xem con mới nhé nhé. Con này là mới, con này ngon chết luôn anh em ạ. Con này mới tinh luôn, mới ra mắt luôn anh em ạ. Đẹp đấy. Cho ăn nào. Đây là dạng một của nó nha anh em. Nhìn trông cũng khá gọi là dễ dễ thương thương. Ok, nhật tên nó là con rồng trẻ trâu đi. Chúng ta sẽ đặt tên nó là trẻ trâu đi anh em. Nào đâu à? Trẻ trâu, ok chưa? Chúng ta sẽ cho nó ăn lên nhé để xem nó tiến hóa như thế nào nha anh em. Ok ok, đang cho lên anh em ơi. Đây là dạng 2 của nó này anh em. Nhìn nó cũng không khác gì. À nó to hơn. Hình như 15 thì mới tiến hóa dạng cuối. À đây rồi. Đây bé tí này. Đây dạng bé tí này. Đây, nó có cánh rộng hơn. Có này bí thường cánh bé. Dạng này sẽ có cánh to vãi đạn luôn. Blue Dragon anh em ạ. Anh em nào muốn test thì có thể vào đây để test một số cái phần đánh mới. Không biết có thể sử dụng Blue không ta. Blue. À, thanh niên trẻ trâu được vào nha anh em. Yeah, hay đấy. Thật sự là tuyệt vời đấy anh em. Ôi, chết rồi, mình giết chết con này rồi. Mình lại thịt chết con này rồi anh em. Chúng ta swap sang con trẻ trâu rồi nha anh em. Frost Nova, à, đẹp phết. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ chết thôi. Được, được phết đấy anh em ạ. Không tệ chút nào đâu, nhìn xịn xò phết nhỉ. Bây giờ mình review tất anh em ạ. Những con rồng nào mới thì mình sẽ là review và review anh em. Đơn giản đúng không? Không có gì khó khăn cả. Ok, chúng ta cái quest này mình cũng nên làm luôn này. Và con Blue nó vẫn sẽ xuất hiện ở bên này. Cũng được, không đến nỗi là quá tệ. Mình sẽ đánh luôn con này đi. Mình đang test con Blue rồi nhỉ. Test Blue đi anh em. Đây mình sẽ được chuyển con Blue, con trẻ trâu, những thanh niên trẻ trâu đây. Và mình không quen, nó sẽ thổi nước anh em ạ, rất là yếu. Mấy con này chắc là cũng không ai test đâu, chỉ có mình rảnh để mình ngồi test. Ok, thanh niên này thì làm sao mà đấm được thanh niên mạnh nhất của mình được? Con này mạnh nhất của chúng ta đây anh em. Rồi thì chúng ta đấm đá nhau xong thì nó sẽ vào trong cái Arena War để đánh thêm này. Làm nhiệm vụ cho anh em này, chính xác là phải làm nhiệm vụ cho anh em, quên đấy. Ok, rồi đánh luôn anh em. Trong này nó khá là dễ chơi, nó cũng khá là dễ dàng anh em ạ. Nice, chúng ta sẽ có poor life. Ok. Chiến đấu được thêm này anh em. Select và lựa chọn này. Pick up này. Pull lại. Drop. Rồi. Hợp lý chưa? Chúng ta sẽ có thêm một cái điểm nữa. Mình đánh thì cứ đánh thôi. Rảnh thì ngồi cứ ngồi đánh luyện tập mấy cái này thôi. Sao thì có đi làm nhiệm vụ nữa anh em ạ. Nhiệm vụ kia nữa. Con này con gì đây? Con lửa. Ui, con súng lửa này khỏe thế. Mình không ngờ có con súng lửa này. Đẹp quá anh em. Rồi một con pháo nổ anh em nhá. Một con pháo nổ nữa này. Xong ngay. Đơn giản. Team này cũng dễ thôi anh em, mình cũng cày để cần phải lên kiểu để mình sẽ có thêm rồng mới anh em ạ. Cái này tối đa đánh tối đa được thì đánh thôi. Đơn giản thôi mà. Drop. Pull line. Gì đây? Con này con Beastmaster này thì mình có này. Con này ai cũng có thôi. Rồi thấy sao trận này mình sẽ con này con Mythical này. Chúng ta cần phải tập trung làm, mình không lấy được cái con ấy đâu anh em ạ. Không lấy được con được Mythical trong phần này đâu ấy. Chúng ta cần có rất là nhiều cái điểm ở bên kia. Làm đây này. Nhiệm vụ này, Breeding 2/3 này. Còn con nữa bên này. Ôi chưa xong à? Vãi nổi. Ok.
chúng ta sẽ claim cái đống này trước. Rồi, Hatching CN Line. Rồi, Breeding Electric Elements. Breeding Electric Element à? Electric mình cũng không nhớ nó là ở bao nhiêu luôn ý. Cái này thì làm sao đi anh em, do có rất là nhiều nhiệm vụ phụ cần phải làm này. Nhiều lắm. Cho thú ăn. Và Win League Battle. Cho thú ăn à. Ok. Cho thú ăn, ăn bừa thì là xong rồi. Cái miêu ở đây nhở. Anh em đợi mình xíu nha, mình tắt. Mình tắt những cái thông báo của điện thoại đó. Mình quên không để chế độ im lặng. Nó sẽ cứ hiện lên nhìn nó ngứa cả mắt luôn ấy. Thề. Rất là khó chịu luôn. Rồi. Rồi xong nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu rất là nhanh. Win quest. Win quest và win. Ôi chết rồi. Quest đánh hết rồi. Vậy cứ. À không, vẫn còn một cái nữa anh em. May quá. May mà tôi vẫn còn một cái quest nhỏ nhỏ bên này nữa. Yeah. May quá là tôi vẫn còn cái quest ở bên này và tôi đang đấm hết bọn này luôn. Đơn giản thôi, mấy con này cũng có dòng bộ xương là bé tí này. Dòng bộ xương bé tí 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 này. Úi xời ơi, này đánh thôi anh em, đơn giản à. Có gì khó đâu đúng không? Rồi xong, xong nhiệm vụ rồi anh em. Xong nhiệm vụ rồi, mình lên đây mình lấy cái này đã. Collect Gold 60.000. Đây, xong rồi. Cho thú ăn khoảng 25.000. Ok, bây giờ hết nhiệm vụ rồi anh em. Hết quest rồi. 25.000 gì đấy đây. Hai lần là xong rồi anh em. Rất nhanh luôn. Những cái nhiệm vụ này mình làm trong phút chốc là mình đã xong rồi. Yeah. Rồi, ok nha. Rồi, chúng ta làm tiếp tục làm Win League Battle. Đấy, cái League Battle này thì cũng dễ, nó cũng chẳng khó khăn lắm đâu. Mình làm nó đơn giản, cực kỳ đơn giản thôi. Pull Lines. Đấy, 86.000. Cái này sẽ 72.443 máu. Wolfish đấm nào. Bé nào nữa nào. 84.517 máu. Wolfish phát nữa nào. Rồi ôi đấm nhờ. Ui. Ok, mình làm đến đây đã, xong rồi mình sẽ tính sau. Mình làm đến đây đã xong rồi tính sau nha anh em. Ok, chúng ta sẽ lấy cái coin bên này cái và chơi một vài nổ cái vài cái nhờ, cho gọi là mừng năm mới các kiểu là điều gì đấy. Ôi chứ trên này có một cái 4 kìa. Nhưng không sao anh em ạ, tôi cũng ăn được rồi. Wow, 4 này, 4, 5, 6 mình nhiều lắm. Lại trở lại. Và ăn hại hơn xưa. Sau kiếm hợp bích ạ. Woo. Ok. Cái dưới là cái quan trọng. Cái dưới là cái quan trọng nhất nha. Hãy tập trung vào những cái dưới cùng. Ok, đây này có hoa này. Đây là tôi thêm 1 phút đầu tiên này. Ngon chưa anh em? Đấy, rồi, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.